Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ mình sẽ tiếp tục làm video dự đoán cho hàng ngày. Xin lỗi các bạn vì thời gian qua mình không thể làm video hàng ngày bởi vì mình bận một số việc và sức khỏe của mình cũng bị hạn chế sau một chuyến đi dài. Thì hôm nay mình có 3 bộ, đó là bộ đầu tiên là Romance Angel Oracle, bộ thứ hai là Amira's Love Oracle và bộ thứ ba là Mixed Emotion. Các bạn có thể chọn bộ mà mình bị thu hút nhất. Sau đó thì mình sẽ rút thông điệp từ bộ đó. Right. Hy vọng là các bạn đã chọn được bộ bài cho mình. Bây giờ thì mình bắt đầu rút thông điệp. Với những bạn chọn bộ bài đầu tiên là bộ bộ gì? Tự nhiên mình bị brain fart. Romance Angel Oracle. Thông điệp dành cho các bạn như sau. Make the effort. Mình sẽ rút thêm những lá tarot ở đây để làm rõ thêm thông điệp ở đây. Lá này nói về việc là các bạn cần phải nỗ lực trong một tình yêu lớn. Cái tình yêu lớn này không nhất thiết là tình yêu lớn với một người khác, cũng có thể là tình yêu với chính bản thân của các bạn. Chúng ta có Two of Pentacles. Seven of Cups. And the Lovers. And và lá nhà ảo thuật. Cái lá này nhảy ra cùng một lúc. Với những bạn chọn bộ bài đầu tiên, dường như các bạn đang đứng trước một cái quyết định rất là quan trọng đối với một đối tượng, có thể là một soulmate của các bạn, về Cloud Lovers ở đây. Và Cloud Lovers này cũng nói về việc là các bạn đang đứng trước một cái sự lựa chọn, có lẽ là tiếp tục hay là dừng lại với cái mối quan hệ này. Và cái thông điệp ở đây là hãy nỗ lực cho nó. Các bạn có khả năng để xoay chuyển tình hình, để có cái kết quả như mình mong muốn, nếu các bạn biết tập trung năng lượng của mình vào những điều tích cực, hay là đừng chú ý vào những cái điều tiêu cực, những cái gì mà bạn không hài lòng về mối quan hệ này, về người kia. Với cái việc là các bạn tập trung năng lượng của mình vào những điều tích cực nhất và biết trân trọng những cái điều tốt đẹp trong mối quan hệ này, bạn sẽ có thể xoay chuyển được tình hình. Có thể là các bạn đang đứng trước cái sự lựa chọn, bởi vì các bạn có hơn một sự lựa chọn ở đây. Các bạn có nhiều sự lựa chọn, có thể có nhiều người đeo đuổi bạn, hay là bạn đang có cơ hội để đến với một người khác ở thời điểm hiện tại, hoặc là bạn có cơ hội để giải phóng bản thân mình khỏi một cái sự ràng buộc. Nhưng mà cái mối quan hệ này có vẻ là rất sâu sắc đối với các bạn. Và cái lời khuyên ở đây thì là các bạn nên nỗ lực cho mối quan hệ này, bởi vì nó vẫn chưa phải là đến hồi kết, chưa phải là đường cùng. Với Glass Two of Pentacles ở đây và 7 xu và 2 xu ở đây đều nói về cái việc là các bạn đang rất là băn khoăn về cái việc là tiếp tục hay là dừng lại. Có thể là một thời gian vừa qua các bạn đã rất là nỗ lực để cân bằng cái mối quan hệ này, hay là để tiếp tục cái mối quan hệ này. Có thể bạn liên quan đến một song tử. Ở đây đối tượng của bạn có thể là một song tử, hoặc là bạn là một song tử. Cái lời khuyên ở đây rất là rõ ràng, đó là các bạn hãy nỗ lực trong mối quan hệ này, bởi vì không ai là hoàn hảo. Nếu mà các bạn chỉ nhìn vào những cái điều tiêu cực của mối quan hệ này hay là của người kia, thì các bạn sẽ cảm thấy rất là có cái tư tưởng là đứng núi này trông núi nọ, và các bạn có thể là muốn bước ra khỏi cái mối quan hệ này để đi khám phá những cái
những cái cơ hội khác ở ngoài kia. Nhưng nếu mà thực sự các bạn cảm thấy đây là người đặc biệt dành cho mình và giữa hai người có một cái kết nối rất là đặc biệt, mình không nghĩ đây là một cái mối quan hệ mới bắt đầu, nó là một mối quan hệ rất là sâu sắc. Và chắc chắn là các bạn có những cái sự khác biệt giữa hai bên. Các bạn có thể thấy là một nhân vật ở đây thì đen, bên kia thì trắng. Có rất là nhiều sự khác biệt cơ bản ở đây, và có thể là rất là khó, hay là đó là một cái thách thức để các bạn dung hòa những cái sự khác biệt này với nhau. Cái lá Two of Pentacles này cũng nói về việc là các bạn nỗ lực rất là nhiều để dung hòa, để thỏa hiệp, để vừa giữ cái tôi của mình và để không để vẫn tiếp tục được cái mối quan hệ này. Nhưng mà bạn có thể là các bạn cũng bắt đầu có cái suy nghĩ là đây có phải thực sự là người dành cho mình hay không, khi mà các bạn thấy rằng có những cái option khác dành cho mình và có cơ hội để tìm hiểu những người khác. Hãy lắng nghe cái sự mách bảo đến từ trái tim của bạn. Nếu mà bạn thấy thực sự đây là người đặc biệt dành cho mình và các bạn vẫn chưa muốn, các bạn vẫn muốn làm cái gì đó, hay là các bạn vẫn đang tự hỏi là cái mối quan hệ này có cơ hội để tiếp tục hay không, để phát triển hay không, thì câu trả lời đây là có. Và các bạn, nếu các bạn nỗ lực cho nó, cái lời nhắn ở đây là những tình yêu lớn thì đáng để chúng ta nỗ lực và thực hiện những cái bước mà vũ trụ hướng dẫn chúng ta. Và với cái lá nhào thuật ở đây thì chắc chắn là các bạn có khả năng để xoay chuyển tình hình, để tạo ra cái kết quả mà mình mong muốn với cái mối quan hệ này. Nên đó là thông điệp dành cho những bạn chọn bộ bài đầu tiên. Chúc các bạn may mắn với sự lựa chọn của mình, với quyết định của mình. Với những bạn chọn bộ thứ hai là Amira's Love Oracle, thông điệp dành cho các bạn như sau. Work. Là work ở đây có thể nó có một số ý nghĩa khác nhau. Có thể là các bạn đang rất tập trung vào công việc ở thời điểm hiện tại, và công việc là cái ưu tiên hàng đầu của các bạn ở thời điểm hiện tại. Cũng có thể các bạn gặp một ai đó qua công việc. Cái môi trường làm việc của bạn đang là một cái rất xúc tác để giúp bạn và một ai đó tìm hiểu nhau, gặp gỡ nhau. Okay, what is this? Four of Wands. Bốn cây gậy. Yeah, Knight of Cups và Two of Swords. Với cái lá Knight of Cups ở đây thì rõ ràng là bạn đang dành tình cảm, hoặc là một ai đó trong môi trường công việc đang dành tình cảm dành cho bạn. Nói chung là có chuyện tình nơi công sở ở đây. Và có thể bởi vì nó xảy ra ở môi trường công sở và nó mới bắt đầu. Với cái lá Page of Cups ở đây rất có thể bạn liên quan đến một người thuộc cung nước, đặc biệt là Song Ngư và Cự Giải. Nó làm cho bạn rất là phân vân, bởi vì một mặt bạn muốn xây dựng một cái nền tảng ổn định cho sự nghiệp của mình, bạn muốn tập trung vào công việc, bạn muốn xây dựng một cái gì đó rất là vững chắc cho mình, cho nên nó làm bạn rất là phân vân giữa cái việc là có nên theo đuổi cái mối quan hệ này hay không, hay là cho phép nó được nảy nở, được phát triển hay không. Các bạn bắt đầu thể hiện tình cảm với nhau, có thể có những tin nhắn qua lại, bắt đầu thổ lộ tình cảm. Và ở trong cả hai lá này đều là hai người cầm hai cái ly tượng trưng cho tình cảm của họ, và họ muốn đem đến tình trao cái ly này cho người khác. Tình cảm ở đây mình thấy rất là khá là dạt dào và
Tức là có rất là nhiều cảm xúc. Có thể người này khơi gợi cho bạn rất là nhiều cảm xúc, đam mê và cảm hứng, làm cho bạn làm việc hăng say hơn. Và có thể mỗi ngày khi mà bạn đến công sở, bạn muốn chỉnh chu hơn, đẹp hơn trong mắt người khác. Bạn cũng muốn làm việc hiệu quả hơn, để thể hiện năng lực của mình, để chứng tỏ với người kia, để là cái hình ảnh tốt nhất trong mắt của người kia. What is the Wow. Với cái lá the sun ở mặt này, lá mặt trời ở mặt này, thì rõ ràng là lý trí và trái tim của bạn đang có mâu thuẫn với nhau. Có thể là bạn không muốn chuyện tình cảm này nó ảnh hưởng đến công việc của bạn, hay là ảnh hưởng đến cái việc thăng tiến của bạn, hay là sự nghiệp của bạn, cái đường hướng phát triển sự nghiệp của bạn. Nhưng một mặt khác, bạn cũng dành rất nhiều là tình cảm, hai người dành rất nhiều tình cảm cho nhau, cho nên nó làm cho bạn rất là phân vân lựa chọn giữa lý trí và tình cảm ở đây. Các bạn rất là bế tắc, cảm thấy không biết phải làm như thế nào cả. Nhưng mà cái bế tắc này nó đến từ suy nghĩ của các bạn, từ cái việc là các bạn không không làm công tác tư tưởng được với bản thân, các bạn không giải tỏa được những cái bức xúc, hay là những cái sự suy nghĩ luẩn quẩn của mình. Thực ra các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn, hoặc là rất có thể đây là một cự giải, người mà bạn liên quan, hoặc là bạn là cự giải. Và cái người kia có thể là một sư tử, với cái lá mặt trời ở đây. Tóm lại là sư tử và người thuộc cung nước rất là mạnh trong cái trải bài này. Nếu mà bạn một là người thuộc cung lửa, hai là người thuộc cung nước, có thể cái trải bài này nó sẽ liên quan đến bạn nhiều hơn, đặc biệt nếu bạn là sư tử hoặc là cự giải. Cái mối quan hệ này có thể tiến lên được phía trước, và công việc của bạn cũng có thể tiến lên được phía trước, cho nên là lạc quan lên và đừng buộc mình phải vào một cái thế là phải chọn một trong hai. Có thể là bạn vẫn duy trì được cả hai ở đây, miễn là bạn biết cách để cân bằng cả hai bên và không để một bên ảnh hưởng, hay là khóa cái option còn lại. Các bạn phải đưa ra quyết định cho mình. King of Swords ở đây nói về việc là các bạn phải dứt khoát, bởi vì hiện tại các bạn đang cảm thấy rất là bế tắc do cái việc là các bạn không đưa ra được quyết định cho mình. Có thể các bạn vẫn sẽ tìm được một cái đưa ra được cái quyết định để có thể duy trì được cả hai, cho nên là hãy suy nghĩ kỹ làm sao để mình có thể, nếu các bạn thực sự không muốn mất bên nào cả, hãy suy nghĩ. Tại vì tất cả những cái lo lắng hay sự bế tắc ở đây nó đến từ lo lắng của bạn. Có thể mọi mọi chuyện nó không tệ như bạn nghĩ. Bạn có thể mở ra một cái chương mới. Bạn sẽ có thể có được một cái sự khởi đầu mới một khi mà bạn đưa ra được quyết định cho mình. Bạn không cần phải chọn một trong hai. Oh my God. Có thể bạn phải làm điều này. Bởi vì đến đây thì câu chuyện nó hoàn toàn thay đổi với cái lá Three of Swords ở đây. Có thể đây là một chuyện tình ba người, hoặc là một cái chuyện tình nó sẽ không đi đến đâu, cho nên nó làm cho các bạn cảm thấy bế tắc và các bạn buộc phải đưa ra sự lựa chọn. Và cái lời khuyên ở đây đó là các bạn có phải đặt lý trí lên trước. Các bạn cần phải dứt khoát và đặt lý trí lên trước để kết thúc cái mối quan hệ này. Đây là một cái karmic situation, một cái tình huống mang tính nhân quả, nghiệp quả hay là duyên nợ. Sẽ có những cái năng lượng, sẽ có cái sự xoay chuyển để cho các bạn, giúp bạn thoát ra khỏi được cái tình trạng này. Nhưng mà các bạn cần phải làm cái phần việc của mình, đó là dứt khoát
và đặt lý trí lên trước tình cảm. Cũng rất có thể cái người kia của bạn đã bạn là tự thần, người này cũng có thể là bọ cạp nữa, đặc biệt nói chung là người là cung nước rất là mạnh ở đây. Bạn cần phải đặt dấu chấm hết trong mối quan hệ đau khổ này, bởi vì có thể cái người đó đã có gia đình hoặc là bạn đã có gia đình mà nó sẽ không đi đến đâu cả. Đó là lý do vì sao mà trái tim và lý trí của các bạn đấu tranh với nhau và bạn cảm thấy bế tắc, bạn cảm thấy là mình cần phải đưa ra quyết định ở đây, và các bạn không dám đưa ra quyết định, không đủ sức mạnh để đưa ra quyết định, không đủ can đảm để đối diện với cái sự bởi vì các bạn dành rất là nhiều tình cảm cho người kia và các bạn cái mối quan hệ này nó có những cái sự gây cấn nồng nhiệt, có sự ghen tuông cãi vã. Nói chung là cái chemistry ở đây rất là mạnh và nó sẽ làm cho các bạn rất là khó để chia tay, để rời bỏ. Nhưng mà các bạn biết mình cần phải làm gì, chỉ có điều là các bạn có dám đối diện với cái sự thực hay là cái điều mà các bạn biết chắc chắn mình phải làm hay không thôi. Tức là khi mà mình càng rút bài thì cái câu chuyện ở đây nó càng rõ ràng, cho nên mình hiểu vì sao ở ngay từ đầu các bạn có những cái năng lượng rất là lo lắng hay là phải đưa ra sự quyết có những cái sự mâu thuẫn của lý trí và tình cảm và phải đưa ra quyết định, nhưng mà các bạn không muốn đưa ra quyết định, rồi các bạn cảm thấy bế tắc bởi vì đây là một mối quan hệ ba người. Alright. Chúc các bạn may mắn với sự lựa chọn của mình. Mình thấy là các bạn đã biết rõ các bạn cần phải làm gì, chỉ có điều là hãy mạnh mẽ để làm điều đúng cho bản thân của mình, và để chỉ có mình mới giải cứu được bản thân của mình ra khỏi cái mối quan hệ này, cái tình huống rất là éo le trớ trêu này. Bây giờ mình sẽ đến với những bạn chọn bộ Mixed Emotion. Bộ này sẽ thiên về một cái trạng thái cảm xúc của bạn hoặc là của người liên quan đến bạn. Thì để xem, chúng ta sẽ xem đây là của bạn hay là của người liên quan đến bạn. What is the message for? Chúng ta có hai lá, đó là Afraid và Grief. Wow. Nỗi sợ và sự đau khổ, sự buồn, nói chung là đau khổ buồn bã. Bạn đang bị bao vây bởi những cái năng lượng khá là tiêu cực, đó là bạn cảm thấy sợ hãi, cảm thấy lo lắng, và có rất là nhiều nỗi đau trong lòng. Hoặc là cái người mà bạn liên quan, nói chung là bạn đang liên quan vào một cái hoàn cảnh nó khá là u ám. Six of Wands. Có thể ai đó bỏ bạn lại phía sau và họ đang vui vẻ với cuộc sống của họ, trong khi bạn thì vẫn đang giải quyết cái hậu quả mà họ để lại, vẫn đau khổ và vẫn chưa nguôi ngoai được những cái gì đã qua, trong khi là họ đã đang rất là vui vẻ và cảm thấy tự hào, cảm thấy là người chiến thắng, và cái điều đó làm cho bạn càng cảm thấy đau khổ. Two of Pentacles. Có thể ai đó chơi đùa với tình cảm của bạn, họ muốn giữ tất cả, họ muốn có tất cả, họ khá là tham lam. Hoặc là bạn đang cố gắng để lấy lại cân bằng cho mình, để không thể hiện nỗi đau bên trong của mình. Wow, yeah. Bên trong của bạn, bạn cảm thấy như là bị 10 thanh kiếm đâm vào người, nhưng mà bạn đang cố gắng để vượt qua nó, và bạn đang cố gắng để cân bằng, để mạnh mẽ, để vượt qua nó, và mà không thể hiện rằng mình đang rất là yếu đuối và đau khổ và sợ hãi ở bên trong. Ai đó đã làm cho bạn cảm thấy như là mình bị bỏ rơi, bị phản bội, giống như là đâm 10 thanh kiếm vào trái tim của bạn. Bạn vẫn dành tình cảm dành cho họ. Thực ra điều này cũng là điều đương nhiên thôi, khi mà chúng ta chia tay, mới chia tay, mặc dù chúng ta biết rõ là mối quan hệ này không đến đâu hay là người đó không tốt dành cho mình, nhưng mà chúng ta không phải là robot, chúng ta không thể nào mà tắt mở công tắc của trái tim của chúng ta như là
mở tắt bóng đèn điện. Cho nên là mặc dù bạn rất là đau khổ, mặc dù bạn cảm thấy nói chung là mọi thứ rất, nó rất là u ám ở phía trước, nhưng mà trong sâu thẳm bạn vẫn dành tình cảm dành cho người này. Có thể người này là người thuộc cung nước sọng ngư kiểu dài bỏ cả. Bạn cần phải tập trung để hàn gắn tổn thương cho bản thân của mình. Bạn sẽ có được, bạn hãy kiên nhẫn cho mình thời gian để quên đi người này, để vượt qua cái nỗi đau này. Bạn sẽ có được cái sự chiến thắng dành cho mình. Nhưng mà trước tiên, đầu tiên bạn cần phải cho mình thời gian để hàn gắn tổn thương, để lấy lại cân bằng, để chăm sóc bản thân, yêu thương bản thân và đem lại cho mình tất cả những gì mà người khác từ chối hay là đã lấy đi của bạn, hay là đã để lại cho bạn những cái hậu quả về mặt tinh thần rất là sâu sắc, những cái vết thương lòng rất là khó lành. Bạn cần phải buông bỏ cái gánh nặng tâm lý này, đừng giữ mình mãi ở trong cái trạng thái của người bị hại, của nạn nhân, và bạn không sẵn sàng để buông bỏ nó, bởi vì nó chỉ giữ bạn thêm ở trong cái trạng thái rất là đau khổ và bế tắc này, và làm cho bạn không sẵn sàng để tiến lên phía trước, bởi vì bạn cảm thấy rất là mù mịt ở phía trước. Bạn sợ tất cả những cái gì đến với mình bởi vì cái trải nghiệm mà bạn vừa trải qua. Bạn có thể hàn gắn tổn thương cho mình, tiến lên phía trước. Cuộc sống của bạn đang tốt đẹp dần lên, nếu như mà bạn cần phải đưa ra quyết định là mình cần phải cứu bản thân của mình, hàn gắn tổn thương cho mình, mọi thứ sẽ tốt đẹp lên kể từ đây. Bởi vì cái lá 10 thanh kiếm này cũng nói về việc là những cái khoảng thời gian đau khổ nhất đã qua. Bạn đang dần dần hàn gắn tổn thương cho mình, cho nên là hãy trân trọng những cái bước tiến này và đừng quá khắt khe với bản thân. Ngay cả cái việc là bạn vẫn còn dành tình cảm cho họ, hay là họ vẫn kiểu như có thể họ vẫn muốn thả thính, vẫn muốn chơi đùa với tình cảm của bạn, vẫn muốn giữ bạn ở một mức độ nào đó, cho nên làm cho cái việc mà bạn tiến lên phía trước ra khó khăn hơn, thì bạn cần phải biết là đặt bản thân của mình lên trước và đem đến tình yêu đến cho mình. Đừng phụ thuộc vào cái nguồn cung tình cảm từ người khác, bởi vì bạn sẽ trở bị phụ thuộc vào nó. Một lá cuối cùng dành cho các bạn. Các bạn cần phải đưa ra được cái quyết định cho mình, cần phải có cái clarity, biết nhìn rõ ràng được và sự thực, đối diện với sự thực. Các bạn sẽ có được cái chiến thắng ở đây với cái vòng nguyệt quế và con chim đại bàng ở đây, chim ưng, không biết chim gì. Và cái thanh kiếm ở đây nó thể hiện cái sự suy nghĩ sâu sắc, thấu đáo. Một cái sự thực sẽ được phơi bày, bạn sẽ có được cái sự thông suốt trong tư tưởng. Cho nên cái việc mà bạn vượt qua được hay không, nó phụ thuộc vào cái việc bạn có đưa ra cái quyết định để hàn gắn tổn thương cho mình và tiến lên phía trước hay không, hay là bạn sẽ tiếp tục giữ mình trong cái trạng thái 10 thanh kiếm, 10 cây gậy ở đây rất là nặng nề và đau khổ ở đây. Cho nên là hãy là người hùng để cứu bản thân của mình ra khỏi cái sự đau khổ này, và đừng quan tâm đến người khác nói gì, nghĩ gì, hoặc là tức là cái người mà gây cho bạn đau khổ bây giờ họ đang làm gì ra sao. Hãy tách mình ra khỏi cái môi trường mà gây cho bạn đau khổ này. Nếu mà cần, bạn hãy lánh xa cái người mà gây ra cho bạn đau khổ. Bạn không thể nào hàn gắn tổn thương nếu mà các bạn vẫn tiếp tục ở trong cái môi trường mà đẩy dẫy những tổn thương gây ra cho bạn những tổn thương này. Cho nên là có thể đã đến lúc bạn cần phải tiến lên phía trước và cách ly với cái môi trường đó, đưa cái con thuyền của mình đến cái vùng nước bình lặng, an toàn và bình yên hơn từ cái vùng nước sóng gió. Đó là thông điệp dành cho những bạn chọn tự bài cuối cùng. Mình quên mất không, tại vì mình đang dùng điện thoại của mình để quay, cho nên mình không kiểm tra trước bạn may mắn để tức là không chưa chọn trước bạn may mắn. Mình sẽ tặng thông điệp bù cho bạn may mắn vào ngày mai, tức là sẽ có hai bạn nhận được thông điệp may mắn vào ngày mai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và mình xin lỗi về một vài ngày qua mình không post được video. Cảm ơn một số bạn đã nhắn tin hỏi thăm mình và nhắn mình giữ gìn sức khỏe. Mình vẫn đọc tất cả các tin nhắn của các bạn hay là những cái bình luận của các bạn. Và cảm ơn sự động viên của các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.